ngày 6 tháng 5, Công an thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương cho biết đang điều tra nghi án chồng sát hại vợ rồi tự sát vì ghen tuông xảy ra trên địa bàn. Khoảng 13 giờ ngày 5 tháng 5, người dân xung quanh khu nhà trọ nằm trên đường DS106, phường Hiệp An, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, nghe thấy tiếng kêu cứu thất thanh phát ra từ phòng trọ của vợ chồng anh Trần Ngọc Vui, 31 tuổi quê ở Kiên Giang, và chị Phạm Thị Huệ, 28 tuổi quê ở Cần Thơ. Mọi người chạy lại và nhìn qua khe hở thì phát hiện cả hai vợ chồng nằm bất động trên vũng máu. Kế bên có một con dao và phòng trọ bị khóa trong. Mọi người liền phá cửa vào trong đưa cả hai đi cấp cứu, nhưng người vợ đã tử vong sau đó. Theo một số người hàng xóm, thời gian gần đây gia đình nạn nhân thường xảy ra cãi vã do anh Vui nghi ngờ vợ mình ngoại tình.